chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ bước sang năm mới. Nhưng chương trình được trông đợi nhất mỗi dịp Tết lại có nguy cơ bị ngừng sản xuất. Điều thiếu tá quân liệu Tết có thiếu tiếng cười. Chào mừng các bạn đã đến với Fake News vào mỗi chiều thứ tư và chiều thứ bảy hàng tuần. Theo đại diện của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Táo Quân năm 2020 sẽ không được tiến hành sản xuất, thay vào đó là một chương trình khác hoàn toàn mới. Mọi thông tin về chương trình mới này vẫn đang được nhà sản xuất hoàn toàn giữ bí mật. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Vietnamnet, đại diện của VFC, đơn vị sản xuất gặp nhau cuối năm cho biết hiện chưa có thông báo chính thức về việc này. Nếu có thì phải đợi tháng tới mới có thể xác nhận thông tin tiếp tục hay dừng Táo Quân 2020. Hiện tại, đạo diễn của chương trình Táo Quân là Đỗ Thanh Hải vẫn chưa lên tiếng gì về việc ngừng sản xuất. Tuy nhiên trước đó, vị đạo diễn của chương trình 16 năm này đã khẳng định Táo Quân năm nay của chúng tôi vẫn đang ngồi bàn với nhau. Chúng tôi sẽ bàn, đến khi nào ra được thì làm, mà không ra được thì thôi. Các diễn viên gạo cội của Táo Quân như Chí Trung, Công Lý, Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, vân vân và vân vân vẫn chưa hề lên tiếng gì về việc quyết định ngừng sản xuất Táo Quân 2020. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, nguyên giám đốc VFC cũng từng cho biết mọi người bảo dừng lại. Nhưng dừng lại thì làm cái gì bây giờ? Vẫn phải làm chứ. Rất nhiều người vẫn muốn xem, chương trình của năm mà. Không thể nào một vài người nói không làm là không làm được. Sau 16 năm lên sóng, Táo Quân đã trở thành một món ăn tinh thần không thể nào thiếu mỗi dịp Tết của khán giả Việt Nam. Khi nhận được thông tin đêm giao thừa năm nay sẽ không còn Táo Quân, nhiều ý kiến trái chiều cũng đã xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng Táo Quân chính là một phần của Tết và Táo Quân không còn được sản xuất nữa thì quả là một điều đáng tiếc. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc ngừng sản xuất là tất yếu. Bởi chương trình Táo Quân những năm trở lại đây đã mất dần bản sắc, không còn hài hước và sâu sắc như trước đây nữa. Thay vào đó là quá nhiều quảng cáo và cắt xén cũng nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Táo Quân có nguy cơ bị ngừng sản xuất. Bởi thời điểm này vài năm trước, chúng ta cũng đã từng nghe được thông tin tương tự. Bạn có nghĩ Táo Quân sẽ thực sự ngừng sản xuất hay không? Hãy comment ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Dù phần 1 của phim với kinh phí đầu tư cực khủng còn chưa được ra mắt, ấy vậy mà Amazon đã bắt đèn xanh để sản xuất mùa 2 của series chủ nhân. Theo tờ báo Variety, Amazon vừa xác nhận sẽ sản xuất 2 mùa phim của chủ nhẫn. Hiện tại, mùa phim đầu tiên đang ở trong giai đoạn tiền kỳ và sẽ được bấm máy tại New Zealand. Tuy nhiên, dàn diễn viên vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn. Một vài gương mặt như Markella Cavanaugh, Will Poulter và Joseph Moore được cho là đã tham gia dự án này. Kịch bản của phim truyền hình The Lord of the Rings hiện vẫn đang được phát triển bởi John D. Payne và Patrick McKay. Ngoài ra, Brian Cogman, người đứng sau thành công của Game of Thrones cũng xuất hiện trong ekip với tư cách cố vấn sản xuất. Cùng với đó là J.A. Bayona, vị đạo diễn sẽ đứng máy một vài tập của mùa phim. Trước đây, Amazon từng xác nhận sẽ thực hiện series này nhưng phải đến gần đây, họ mới có thông báo chính thức về việc bật đèn xanh cho mùa 2. Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin về nội dung cũng như thời điểm ra mắt của loạt phim truyền hình này, ngoại trừ việc nó sẽ kể những câu chuyện hoàn toàn mới, kể từ đầu sách The Fellowship of the Ring của cố nhà văn J.R.R. Tolkien. Tài khoản Twitter của series đã đăng tải hình ảnh một bản đồ cùng hai lời nhắn: một chiếc nhẫn để ngự trị bọn chúng, một chiếc nhẫn để tìm ra chúng, một chiếc nhẫn để tập hợp tất cả. Bóng tối sẽ lên ngôi ở vùng đất của Mordor. Và chào mừng đến với kỷ nguyên thứ hai. Trong biên tiểu thuyết của Tolkien, kỷ nguyên thứ hai là thời điểm mà những chiếc nhẫn sức mạnh, bao gồm cả nhẫn của Sauron, xuất hiện trong thực tại. Series Chúa Nhẫn được sản xuất bởi Amazon Studios, phối hợp cùng Tolkien Estate and Trust, HarperCollins và New Line Cinema, công ty con của Warner Bros. Chúa tể của những chiếc nhẫn là một trong những bộ tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại, từng được chuyển thể thành phim dưới bàn tay của đạo diễn tài hoa Peter Jackson. Cả ba phần phim bao gồm The Fellowship of the Ring, The Two Towers và The Return of the King đều nhận được đánh giá tích cực từ cả giới mộ điệu lẫn khán giả đại chúng. Bộ ba phim đã thu về tới 17 giải thưởng Oscar trong tổng số 30 đề cử đạt được, nổi bật nhất là chiến thắng tuyệt đối của The Return of the King tại Oscar năm 2004. Trong 3 phần phim lẻ của Chúa Nhẫn, đâu là phần khiến các bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Và giữa 3 phần Chúa Nhẫn và 3 phần Hobbit, các bạn thích bộ 3 nào hơn? Nếu ở Hollywood, chúng ta có những cây đại thụ như Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, thì ở Hàn Quốc, chúng ta có Bong Joon-ho. Mới đây, vị đạo diễn tài năng của Parasite đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về phim Marvel một cách đầy hóm hỉnh. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn của Parasite, Bong Joon-ho, đã bày tỏ quan điểm về phim Marvel. Theo đó, vị đạo diễn đã thể hiện sự hứng thú dành cho những tác phẩm siêu anh hùng như Guardians of the Galaxy, Logan hay Captain America, Winter Soldier. Ông cho rằng những phim kể trên có tập hợp những khoảnh khắc điện ảnh vĩ đại. Dẫu vậy, ở một chiều hướng khác, nhà làm phim thiên tài người Hàn Quốc cho biết ông sẽ không đạo diễn phim Marvel. Ông nói, đó là vấn đề cá nhân thôi, tôi tôn trọng những ý tưởng đã hình thành nên phim siêu anh hùng. Nhưng trong đời thực và cả phim ảnh,
tôi lại không thể nào chịu được cảnh người ta mặc đồ ôm sát. Tôi sẽ không bao giờ ăn mặc như thế. Cảm giác khi nhìn người khác mặc đồ bó sát thật là khó chịu. Mà những siêu anh hùng hầu hết đều có trang phục như vậy, nên tôi sẽ không đạo diễn phim về họ đâu. Nếu có siêu anh hùng nào mặc đồ rộng rãi một tí thì tôi sẽ nghĩ lại. Tuy có được nhắc lại về sự hợp tác cùng với Captain America Chris Evans trong Snowpiercer, nhưng Bong Joon-ho vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông cho rằng cảm nhận về phim của Marvel và của bản thân ông là khác nhau. Cũng trong buổi phỏng vấn này, Bong Joon-ho tiết lộ ông đang thực hiện hai dự án mới. Một trong số chúng là phim Hàn Quốc được quay ở Seoul, là sự pha trộn giữa hai thể loại hành động và kinh dị. Phim còn lại sử dụng ngôn ngữ Anh, thuộc thể loại chính kịch và dựa trên một sự kiện có thật diễn ra vào năm 2016. Sản phẩm thứ hai này sẽ được quay ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cả hai phim đều sẽ chỉ có quy mô nhỏ, tương tự như những Mother hay Parasite của Bong Joon-ho trước đây. Bong Joon-ho là một trong những vị đạo diễn nổi bật nhất nền điện ảnh hiện đại. Từ khi vào nghề đến nay, vị đạo diễn đã chỉ đạo rất nhiều dự án xuất sắc, bao gồm Barking Dogs Never Bite, Memories of Murder, Okja hay Snowpiercer. Tác phẩm gần nhất của ông, Parasite hay Ký sinh trùng, đã vinh dự trở thành phim Hàn đầu tiên chiến thắng giải thưởng Cành cọ vàng danh giá, đồng thời cũng đang có rất nhiều lợi thế trong lễ trao giải Oscar sắp tới. Liệu Parasite có thể làm dạng danh xứ Kim Chi và cả châu Á tại kỳ Oscar sắp tới hay không? Đừng quên chia sẻ tên bộ phim Bong Joon-ho các bạn yêu thích nhất trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Ok, điểm dừng tiếp theo, điểm tin. Cats sẽ tranh giải quả cầu vàng 2020. Sau hàng loạt ý kiến trái chiều về tạo hình của Cats, mới đây, bộ phim nhạc kịch này đã chính thức tham gia vào cuộc đua tranh thử giải quả cầu vàng năm 2020. Hiện tại, đạo diễn Tom Hooper đang gấp rút chỉnh sửa để nộp cho hội đồng chấm giải phiên bản hoàn chỉnh nhất của Cats trước ngày 4 tháng 12. Cho biết, Universal Pictures đã tuyển dụng tới 100 kỹ thuật viên để chăm chút cho phần kỹ xảo của Cats, như việc vẽ từng sợi lông mèo lên trang phục của các nhân vật. Cats là bộ phim được làm lại từ vở nhạc kịch năm 1981, quy tụ nhiều cái tên đình đám như Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Taylor Swift, v.v. và v.v. Phim dự kiến đến với khán giả vào 20 tháng 12 sắp tới. Frozen 2 lập kỷ lục quảng cáo. Trước thềm ra mắt, Frozen phần 2 của Disney đã lập nên một kỷ lục mới liên quan tới kinh phí quảng cáo trên truyền hình. Cụ thể, tính tới chủ nhật vừa qua, nhà chuột đã mạnh tay đầu tư cho Frozen 2 khoảng 6,29 triệu đô để bộ phim được xuất hiện 1.157 lần trên 35 kênh truyền hình, chỉ tính riêng tại Mỹ. Đặc biệt, Frozen 2 được Disney ưu ái chọn những kênh truyền hình ăn khách nhất tại nước Mỹ như ABC, CBS hay ESPN để đưa lên sóng. Với nỗ lực này của nhà sản xuất, Frozen 2 được kỳ vọng là sẽ tiếp bước phần phim trước, trở thành phần phim tỷ đô tiếp theo của nhà chuột. Bộ phim đã được công chiếu vào ngày 22 tháng 11 vừa qua. Hội đồng điện ảnh Anh công bố quy định về cảnh nóng trên phim. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, Hội đồng điện ảnh của Anh đã công bố văn bản dành cho các đạo diễn quy định cụ thể về việc thực hiện các cảnh nóng trên phim ảnh. Văn bản này có chỉ rõ quy trình và tiêu chuẩn cụ thể cho các nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, hóa trang, v.v. trong quá trình sản xuất các cảnh liên quan tới tình dục, bạo lực, đồng thời chỉ ra cách giải quyết các vấn đề bất ngờ trên phim trường. Quy định này được ban hành chỉ một ngày sau khi nữ diễn viên Emilia Clarke cho biết cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi thực hiện những cảnh nóng trong các mùa đầu của Game of Thrones, chủ yếu được quay ở Bắc Ireland. Nữ diễn viên này cho biết những cảnh nóng đó đều rất nặng và cô thường xuyên phải khóc trong nhà vệ sinh trước khi quay. Jumanji: The Next Level đặt mục tiêu 40 triệu mở màn. Theo những tính toán ban đầu, bộ phim Jumanji: The Next Level sắp ra mắt của Sony có thể đạt từ 40 đến 50 triệu đô doanh thu mở màn ở thị trường nội địa. Với kinh phí sản xuất lên tới 125 triệu đô, cùng dàn sao hạng A như The Rock hay Kevin Hart, kỳ vọng này của nhà sản xuất hoàn toàn không phải là một điều viển vông. Phần phim trước với tên gọi Jumanji: Welcome to the Jungle cũng có mở màn tương tự là 50 triệu đô trong 5 ngày đầu tiên, sau đó đã thu về 962 triệu đô tổng doanh thu toàn cầu. Jumanji: The Next Level dự kiến ra mắt khán giả thế giới vào ngày 13 tháng 12 sắp tới. Joker, cái tên được quan tâm nhất tại phòng vé mùa thu năm nay, đang dục dịch trở lại với một hậu truyện mới phải không? Cụ thể thông tin này là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chưa đầy một tuần kể từ sau khi Joker cán mốc 1 tỷ đô doanh thu toàn cầu, mới đây một nguồn tin từ Warner Bros. Đã cho biết chủ tịch Toby Emmerich đã đàm phán với đạo diễn Todd Phillips và đồng biên kịch Scott Silver để phát triển những ý tưởng khả thi cho phần hậu truyện về nhân vật Arthur Fleck. Theo tờ Hollywood Reporter, đây chỉ là cuộc đàm phán sơ bộ giữa Warner Bros. Và hai tác giả của Joker. Hiện tại, cuộc đàm phán này vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Thậm chí, chưa có bất cứ kịch bản hay câu chuyện nào được viết ra cho phần phim tiếp theo của Joker. Ngoài ra, nguồn tin này cũng cho biết đạo diễn Todd Phillips rất háo hức để thực hiện một hậu truyện có giá trị tương đương với bản gốc, đặc biệt là khi Joker đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại lễ trao giải Oscar năm sau, và nam diễn viên chính Joaquin Phoenix là một ứng viên vô cùng nặng ký.
Trong khi thông tin về khả năng cao của Joker phần 2 được lan truyền, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là liệu Joaquin có trở lại với phần hậu truyện này hay không? Trước đó vào mùng 1 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn với tờ báo LA Times, nam diễn viên 45 tuổi đã khẳng định ông chưa từng đóng bất kỳ hậu truyện nào và không muốn Joker là một ngoại lệ. Tôi nghĩ điều đáng sợ nhất là bạn tự khóa mình vào những thứ lặp đi lặp lại trong khi bạn còn chẳng hề quan tâm hay hứng thú về nó. Cùng quan điểm với Joaquin, đạo diễn Todd Phillips cũng khẳng định nếu chúng tôi có bao giờ làm một hậu truyện, nhấn mạnh là nếu thôi nhé, thì nó cũng không thể nào hoang dã và điên cuồng như bộ phim về hoàng tử hề tội phạm được. Đơn giản là nó không hấp dẫn chúng tôi, bởi vì nó không thể chạm tới những chủ đề như phim Joker đã làm được. Dù đã khẳng định như đinh đóng cột trước đó rằng không muốn thực hiện một hậu truyện của Joker, nhưng chắc chắn cả Joaquin Phoenix và Todd Phillips sẽ đều nhìn thấy rằng bộ phim đã đem về một món lợi khổng lồ. So với kinh phí sản xuất bỏ ra chỉ 60 triệu đô, Joker đã thu về tới hơn 1 tỷ, trở thành một trong những bộ phim sinh lợi nhiều nhất của Warner Bros. Cũng theo THR, đạo diễn của Joker đã bỏ túi khoản tiền lên tới 100 triệu đô vì ông đã từ chối nhận lương trước để hưởng phần trăm doanh thu của bộ phim. Đó là chưa kể tới việc Warner Bros. Cũng đã chủ động bật đèn xanh với Joker hậu truyện, thì khả năng nhân vật này sẽ xuất hiện trong một phim lẻ nữa là hoàn toàn có thể. Thông tin về đàm phán giữa Warner Bros. Và Todd Phillips cũng đã dập tắt những tin đồn trước đó liên quan tới việc vị đạo diễn này đang phát triển những phần phim lẻ khác về các nhân vật còn lại trong DC Comics. Các bạn có mong chờ thêm nhiều câu chuyện về nhân vật Arthur Fleck hay không? Hãy chỉ một phần Joker là đủ rồi. Đặc biệt là khi các hậu truyện thường có xu hướng đi xuống so với phần phim gốc. Review Frozen 2 sẽ được chúng mình ra trong thời gian gần nhất, nên các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Ok, vậy là thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video Fake News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh phim, hãy ấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn ăn trưa vui vẻ, ăn trưa ngon miệng. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.